Phấn khởi cùng cả nước kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều nay Sở Y tế Bến Tre tổ chức họp mặt cán bộ y tế, đại diện các đơn vị y tế trên toàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Đức, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ ban Dân dân tỉnh đến dự. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lãng qua chúc mừng đến toàn thể cán bộ y tế Bến Tre. Cách đây 69 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng các cán bộ y tế với lời gửi gắm. Mong cán bộ y tế đoàn kết, thống nhất một lòng, yêu thương, xem người bệnh như người thân ruột thịt để chăm sóc. Mong rằng mọi cán bộ y tế nỗ lực phấn đấu để giữ gìn nền y học của dân tộc, học hỏi, nghiên cứu, kết hợp hài quà với nền y học phương Tây trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng. Thực hiện lời dạy của bác, thời gian qua, cán bộ ngành y tế Bến Tre đã không ngại khó khăn, tận tụy làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng, như kiểm soát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm triển khai nhiều kỹ thuật điều trị mới thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện cải tạo mở rộng các cơ sở y tế đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng y tế tạo sự tin tưởng hài lòng của người bệnh lãnh đạo tỉnh bến tre gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ y tế và mong muốn cán bộ nhân viên ngành tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong việc thực hiện trọng trách chăm sóc sức khỏe cho mọi người giữ gìn và phát huy y đức như lời dạy của bác hồ kính yêu trong đó ưu tiên phát triển nhân lực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục củng cố chất lượng khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thầy thuốc tiếp tục hợp tác tiếp nhận kỹ thuật y học học chuyên sâu hiện đại từ tuyến trên và tăng cường đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới nhằm góp phần nâng cao công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. dịp này, ngành y tế bến Tre có hai tập thể và 17 cá nhân được thủ tướng chính phủ khen tặng vì có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.